Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 234 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà có sự xuất hiện của hai đại yêu soái còn lại, nguyên lực ở khu vực này lập tức trở nên bạo động. Ba luồng khí tức hùng hồn bao phủ khiến tất cả đều cảm thấy cơ thể như nặng nề hơn. Ta nhớ là trước đây Lô Uyên Sơn nằm dưới trướng của Huyết Long Điện các ngươi có đúng không? Sao vậy? Giờ người ta không để đến ngươi nữa sao? Sắc mặt của Thiên Long yêu soái tối sầm lại, sát ý dâng tràn ở trong mắt. Lâm Động nghe vậy nhíu mày lại. Quỷ điêu yêu soái rõ ràng rất thích thú khi mà Huyết Long Điện quyết chiến với Lô Uyên Sơn. Nếu vậy thì sẽ tiêu hao được lực chiến đấu của Huyết Long Điện. Quỷ điêu, ngươi cậy khóe ít thôi. Tên tiểu tử này không đơn giản đâu. Chắc hẳn là đến ngươi cũng chẳng làm gì được nhiều đâu. Thiên Long yêu soái cười khẩy. Vậy sao? Quỷ điêu yêu soái cười, nhìn Lâm Động nửa cười nửa không rồi lắc lắc đầu. Ta với chúng chẳng thù oán gì, nên chẳng cần thiết phải thử. Thiên Long, cái kế khích tướng của ngươi không có tác dụng đâu. Hiển nhiên là hắn không phải là thằng ngu. Từ thôn phệ thiên thi bên cạnh Lâm Động, hắn cảm nhận được mùi vị không tầm thường. Lúc này cũng không thể dính vào phiền phức được. Thiên Long yêu soái cười khẩy, hắn cũng chẳng trông chờ quỷ điêu yêu soái sẽ làm như là hắn nói, chỉ đành nhìn Lâm Động lạnh như băng mà nói. Ta cho các ngươi nhởn nhơ một chút, đợi đến khi mọi việc kết thúc thì bản tọa ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Tiểu Viêm nghe vậy thì ánh mắt càng thêm hung hãn. Còn Lâm Động ở bên cạnh sắc mặt vẫn không hề thay đổi, cung tay mỉm cười mà nói. Thiên Long yêu soái có hứng thú thì Lô Uyên Sơn ta sẽ góp vui là được. Vẫn là cái sự bình tĩnh không nóng không lạnh nhưng đủ khiến người khác tức nghẹn vậy. Thiên Long yêu soái thấy vậy thì bất giác hít sâu một hơi kìm nén lộ hỏa. Hắn thề, nếu không phải bên cạnh Lâm Động có thôn phệ thiên thi, khiến cho hắn dè chừng thì hắn đã ra tay rồi. Quỷ điêu và kim viên yêu soái thấy vậy thì hiện vẻ kinh ngạc. Lâm Động này quả nhiên không hề đơn giản. Đến cả Thiên Long yêu soái vốn bá đạo như vậy cũng bị dồn đến bước tiến thoái lưỡng nan. Chỉ là không biết sau khi mà kết thúc sự việc ở bảo khố thì hắn có thật sự sẽ nghênh tiếp nộ hỏa của Thiên Long yêu soái hay không. Xem thời gian thì có lẽ không lâu nữa bảo khố sẽ xuất hiện đó. Kim viên yêu soái nhìn sâu vào trong sơn mạch mà nói. Vậy thì đợi đi. Không biết lần này có xuất hiện món bảo tàng nào trong bảng thần vật hay không. Quỷ điêu liếm liếm môi, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng. Đến tầng thứ của chúng rồi thì linh bảo đã không còn khả năng khiến chúng rung động nữa. Chỉ có những thần vật để lại từ thời viễn cổ mới hấp dẫn được sự hứng thú của chúng. Kim viên yêu soái gật gù, ánh mắt như có lửa rực cháy. Ba đại thế lực dần dần trở về ngọn núi của mình. Cả ba đều nghênh ngang chiếm cứ những nơi có tầm nhìn tốt nhất, nhưng chẳng ai nói gì cả. Lâm Động thấy không khí căng thẳng dần dần tan đi, thân thể cũng được thả lỏng. Đại ca, xem ra chúng ta kết thù với Thiên Long yêu soái thật rồi. Tiểu Viêm nhìn về hướng của Huyết Long Điện mà nói. Lâm Động gật đầu khẽ nói. Lát nữa bảo khố mở ra, chắc chắn sẽ rất là hỗn loạn. Bảo mọi người cẩn thận đó. Chuyện sau này để sau tính. Cường gia chuyển luân cảnh tuy lợi hại thật, nhưng hai huynh đệ chúng ta cũng không phải dạng vừa. Hắn muốn đấu thì chúng ta theo. Với thực lực hiện giờ, Lâm Động không sợ bất cứ một ai trong cảnh giới tử huyền cảnh. Tuy rằng không thể chiến thắng cường gia chuyển luân cảnh, nhưng nếu thật sự liều mạng thì đối phương cũng phải đau đầu đấy. Hắn dám động thủ, có chết cũng phải lấy nửa cái mạng của hắn. Tiểu Viêm gật đầu, trên gương mặt phủ đầy sát ý. Mấy người bọn Trần Thông nghe vậy đều chỉ cười khổ.
Dính líu với hai con người này, họ thật sự chẳng có lúc nào yên ổn được. Không khí ở dãy sơn mạch dần dần được thả lỏng, đủ mọi loại âm thanh tiếng ồn nào bắt đầu lan rộng. Càng ngày càng có nhiều cường giả và thế lực từ khắp nơi đến đây. Tứ đại yêu soái còn lại cũng đem theo đại quân đến, nhưng rõ ràng là khí thế của họ đều kém hơn ba đại yêu soái kia. Hơn nữa họ cũng có một sự sợ hãi nhất định với ba thế lực kia. Dù gì không phải ai cũng có gan chống đối siêu cấp cường giả như là bọn Lâm Động. Lâm Động ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, ánh mắt vượt qua biển người nhìn sâu vào trong dãy sơn mạch. Hai mắt nheo lại, hắn cảm nhận được tổ thạch trong cơ thể đang dao động mạnh hơn. Nham, Huyền Thiên Điện chỉ có thể tự luyện chế thần vật. Vậy còn những món có tên trong bảng thần vật ở đây thì sao? Lâm Động đột nhiên hỏi. Hắn vẫn nhớ hình như là lần trước mở cửa có xuất hiện món viễn cổ thần vật xếp thứ 30 trong bảng. Trong trận đại chiến năm đó có rất nhiều chủ nhân của viễn cổ thần vật mất mạng. Thần vật không thuộc về ai, là bị Huyền Thiên Điện thu về. Dù sao thì ở đó chúng được bảo vệ và ngưng luyện tốt nhất. Nham nói. Nói vậy thì Huyền Thiên Điện cũng có linh trí sao? Là còn biết thu đồ vật vô chủ về ư? Lâm Động hơi khựng người. Huyền Thiên Điện cũng là do chủ nhân ta đích thân luyện chế. Đương nhiên không phải vật tầm thường rồi. Có linh trí thì có gì là lạ chứ? Nham ngừng một chút rồi nói. Có điều linh trí của nó vẫn chưa đạt đến mức như ta đâu. À thì ngươi thì là lão yêu quái rồi. Lâm Động nhếch môi. Nếu như thần vật nào cũng có linh trí như Nham thì phải khiến người ta đau đầu mới phải. À này, ngươi nói thử xem, liệu rằng ta có khả năng lấy được Huyền Thiên Điện hay không? Lâm Động xoa xoa cằm. Huyền Thiên Điện đó là món thần vật đứng thứ 10 trong bảng, chắc chắn sẽ không thể dễ có được. Nếu không thì không thể nào nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn ở đó. Muốn cưỡng ép lấy được Huyền Thiên Điện thì dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng không thể đâu. Nói vậy là ngươi có cách đúng không? Lâm Động chớp mắt cười mà nói. Ngươi là thần vật đứng thứ 2 cơ mà. Yên tâm đi, rồi ta sẽ giúp ngươi. Nham uể oải mà nói. Nhưng nó lại khiến cho Lâm Động thở phào. Lúc này Nham bãi công thì sẽ là rắc rối to. À đúng rồi, ngươi đứng thứ 2, thế vật đứng thứ nhất là thứ gì thế? Lâm Động do dự một chút rồi hỏi. Dường như Nham trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Sau này ngươi sẽ biết thôi. Đáp án mơ hồ này khiến Lâm Động khựng người, rồi hắn lắc đầu bất lực. Hắn cũng rất thấy tò mò. Nhìn từ một góc độ nào đó thì tổ thạch dường như không có chiến đấu lực quá khủng bố. Ngược lại nó giống như là một thứ phụ trợ hơn. Giống như Nham lấy được vô gian Nga, thần ngục bàn cho Lâm Động tu luyện tinh thần lực vậy. Đương nhiên là không thể không nói rằng sự phụ trợ này là rất đáng sợ. Dù gì bất luận thần vật lợi hại như thế nào thì cũng phải dựa vào thực lực bản thân nó. Nham trở nên trầm mặc, Lâm Động cũng không nói gì nữa, mắt nhìn vào sâu trong sơn mạch. Một lúc sau hắn bỗng cảm nhận được đại địa dường như hơi rung chuyển. Tất cả cẩn thận! Lâm Động lập tức trầm giọng mà nói. Hồ Phệ Quân nghe vậy lập tức căng cứng cơ thể. Tiểu Viêm cũng đứng bật dậy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về sâu trong sơn mạch. Chấn động một lúc không lâu, tất cả mọi người cùng kêu lên kinh ngạc, rồi nhìn thấy từ bên trong sơn mạch đột nhiên bắn lên một chùm kim quang. Uinh 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 uinh. Mặt đất rung chuyển, Lâm Động nhìn thấy hai ngọn núi phía xa dường như đang di động, và chùm kim quang bắn lên từ nơi tách ra đó. Vô số người đứng bật dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kim quang. Cuối cùng họ nhìn thấy một tòa đại điện cổ xưa từ từ tách mặt đất ra rồi đứng sừng sững ở giữa trời đất. Thần vật bảo khố đã xuất hiện. Uinh 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 uinh. Lúc này cả dãy sơn mạch rung chuyển dữ dội. Sâu ở phía trong có kim quang bắn lên. Nơi ánh sáng chói chang nhất là một tòa đại điện cổ xưa, dần dần xuất hiện trước vô số ánh mắt thèm thuồng. Thần vật bảo khố. Đó chính là thần vật Huyền Thiên Điện sao? Lâm Động cũng nhìn tòa đại điện với ánh mắt chấn động. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cổ xưa từ tỏa ra từ đó. Kim quang giống như là một thứ chất lỏng lưu chuyển bên ngoài cổ điện. Thứ kim quang đó vô cùng mỏng manh, nhưng Lâm Động cảm thấy nó không thể phá hủy. Thần vật bảo khố cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Vô số thân ảnh lao vút lên không trung, ánh mắt rực cháy nhìn tòa cổ điện, tiếng ồn ào cũng sôi trào cả lên. Lâm Động nhìn bốn phía, nhận thấy các thế lực đều đang nóng lòng ra tay rồi. Ngay cả Huyết Long Điện, Kim Viên và Quỷ Điêu cũng có động tĩnh. Rõ ràng đứng trước thần vật bảo khố thì ngay cả ba đại yêu soái cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Đại ca, không ai vào được bảo khố này đâu. Nhưng mỗi lần mở ra đều có thần vật bay ra. Đến lúc đó, nếu thấy có món gì tốt thì có thể dùng cổ thần bài này để mà đoạt lấy. Tiểu Viêm nói. Có điều chỉ dùng cổ thần bài mới lấy được thần vật. Nên một khi chúng ta lấy được thì phải cẩn thận một chút. Lâm Động gật đầu. Lúc này có biết bao kẻ đang nhăm nhe thần vật, nhưng cổ thần bài lại chỉ có gần 10 cái. Khi có thần vật ra khỏi bảo khố thì chắc chắn có kẻ phải đỏ mắt. À này, chưa ai thử cố mở bảo khố ra sao? Lâm Động nhìn quanh rồi bỗng hỏi. Tuy rằng hắn biết Huyền Thiên Điện rất là mạnh, nhưng ở đây có nhiều cường giả như vậy, liên hợp lại thì chắc chắn sức mạnh sẽ rất là khủng khiếp. Đã từng thử rồi. Và lúc bảo khố mới xuất hiện thì từng có thế lực liên thủ định cưỡng ép mở khố bảo khố ra. Nhưng mà cuối cùng là không phá vỡ được bảo khố, mà ngược lại chết 7-8 phần nhân lực. Trừ những người thực lực cực mạnh ra thì đều chết sạch cả. Trần Thông tiếp lời. Vì vậy đến bây giờ căn bản là không ai dám liều, dù là ba đại yêu soái. Lâm Động nghe vậy không khỏi thấy kinh ngạc. Tuy biết Huyền Thiên Điện chắc chắn không hề đơn giản, nhưng không ngờ lại biến thái đến như vậy. Điều này khiến choán càng thấy nóng đầu. Thứ thần vật này không thể rơi vào tay của Thiên Long yêu soái được. Trong khi mấy người Lâm Động nói chuyện thì kim quang cũng sáng chói đến cực hạn. Cổ điện cũng đã đứng vững ở trên mặt đất. Thứ khí tức cổ xưa như vĩnh hằng đó khiến người ta phải kính sợ. Mặt đất rung chuyển dữ dội dần dần bình ổn. Tòa điện im lìm đứng đó. Cả dãy sơn mạch cũng như trở nên yên tĩnh. Có điều những tiếng thở gấp gáp nặng nề để lộ ra cơn sóng ngầm đằng sau sự yên tĩnh. Lâm Động nhìn cổ điện, một lúc sau thì đồng tử co lại. Chỉ thấy kim quang lan tràn quanh cổ điện giống như là vầng mặt trời chói lòa, dần dần bay lên từ dãy sơn mạch. Vút! Bỗng có một vệt kim quang bắn ra từ trong đại điện, rồi cong xuống tạo thành một vòng sáng bên trên đại điện. Vòng kim quang xoay chuyển, sau đó có vô số vòng sáng nhiều màu sắc phát tán ra từ đó. Ôi, thần vật xuất hiện rồi! Cả dãy sơn mạch dường như vì sự xuất hiện của những vòng sáng kia mà trở nên hừng hực. Tất cả cùng đỏ mắt như có dấu hiệu cùng biến thành dã thú vậy. Vòng sáng màu kim xoay chuyển, rồi vô số vòng sáng khác cũng chuyển động theo nó. Khi mà tốc độ tăng dần, chỉ thấy vô số chùm sáng đột nhiên bắn ra. Huynh 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 huynh. Khi đó cuối cùng cả sơn mạch cũng bạo động. Những người vừa rồi còn kiềm chế thì giờ đã lao tới như con thiêu thân. Pum 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 pum. Trong những chùm sáng kia thấp thoáng có thể nhìn thấy nhiều thứ với những hình dạng khác nhau. Mỗi chùm sáng bắn ra thì cũng không quá 1.000 trượng đã bị vô số người bao phủ lấy. Rồi những trận tranh đoạt nổ ra, nguyên lực, kinh khí bùng nổ, những tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng khắp cả không gian. Muốn giành được bảo vật từ nhiều người như vậy thì không phải là dễ. Trên đỉnh núi, Lâm Động lạnh lùng nhìn cảnh tượng tranh đoạt ác liệt đó, không hề có ý định ra tay. Những thứ vừa bắn ra chẳng qua chỉ là những món hạng thấp, chưa thể coi là thần vật. Nhưng dù là vậy cũng đủ sánh ngang với thiên giới đinh bảo. Với nhiều người đó cũng là bảo bối rồi, vì vậy đã dẫn đến những cuộc tranh đoạt đổ máu cũng không có gì là lạ. Bảo bối thật sự vẫn còn ở bên trong. Lâm Động nhìn chăm chăm vào vầng kim quang trên đại điện, trong đó thỉnh thoảng lại có những quầng sáng chói lòa, nhưng dường như là chúng bị kim quang trói buộc, không thể thoát ra, mà chỉ có thể bắn tứ tung bên trong thôi. Sơn mạch vẫn hỗn loạn. Hơn nữa khi ngày một nhiều chùm sáng bắn ra thì sự hỗn loạn càng tăng thêm. Mùi máu tanh nồng bao trùm cả dãy sơn mạch. Lâm Động và người của Lôi Uyên Sơn chỉ đứng yên lặng trên đỉnh núi. Cùng với họ còn có các thế lực yêu soái và những thế lực mạnh ở trong thú chiến vực nữa. Khoảng 10 phút sau, đột nhiên từ ngọn núi cách đó không xa, một thân ảnh khá to lớn bay ra. Kẻ đó cơ bắp cuồn cuộn tạo một cảm giác mạnh mẽ không ngờ. Đó chính là Man Ngưu yêu soái, thực lực không hề thua kém Tử Trung. Tiểu Viêm nhìn thân ảnh đó mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Man Ngưu lúc này thân thể ở giữa không trung, tay nắm lại, một tấm cổ thần bài hiện ra. Cánh tay hắn rung lên,
Cổ thần bài biến thành một đạo kim quang bay thẳng về phía cuồng kim quang. Uinh 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 uinh. Đạo kim quang kia vừa bắn vào cuồng sáng thì đột nhiên căng lên. Rồi tất cả cùng cảm nhận được một luồng năng lượng cuồng bạo đến cực điểm lao ra theo đường kim quang và bắn về phía của Man Nghiêu yêu xoáy. Man Nghiêu yêu xoáy thấy thế hừ một tiếng, cơ thể bùng phát ánh sáng xám, thân thể biến to lên gấp đôi. Hắn tóm lấy đạo kim quang, rung lên một cái, kim quang bắn ngược trở lại. Khi mà chùm sáng đó bắn ngược ra sau, ở điểm cuối cùng có gắn theo một cây rìu khổng lồ màu đen, trên nó phủ đầy những đường hoa văn cổ xưa. Vô số ánh mắt nhìn về phía cây rìu tỏa ra thứ năng lượng không tầm thường đó, lập tức phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Họ có thể cảm nhận được khoảng cách giữa món bảo vật này với những thứ linh bảo trước đó bắn ra. Man Nghiêu cũng mừng rỡ, bay tới tóm lấy kêu rìu khổng lồ, rồi nguyên lực bùng nổ, hung quang quét mắt khắp bốn phía. Thủ hạ quán cũng nhanh chóng bao quanh hắn để bảo vệ hắn. Vận khí hắn cũng tốt thật đấy, lấy được một món thần vật rồi. Tiểu Viêm khá ngạc nhiên mà nói. Lâm Động gật đầu. Trong quầng kim quang tràn đầy thứ năng lượng cuồng bạo dị thường. Ngay cả khi có cổ bài thì muốn có được thần vật phần lớn cũng chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Sau khi mà Man Nghiêu yêu xoáy có thu hoạch thì những yêu xoáy khác cũng không kiềm chế được nữa. Trong đó có cả Ả Tần Sư mà Lâm Động từng giao đấu ở Bách Thú Lĩnh. Nhưng vận khí quán thì không bằng Man Nghiêu yêu xoáy. Có cổ thần bài nhưng cuối cùng chẳng lấy được chút gì, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lâm Động thấy thế cũng buồn cười. Rồi hắn nhìn sang ba đại yêu xoáy khác. Ba người bọn Thiên Long yêu xoáy đều đang nhìn chăm chăm vào quầng sáng đó. Quanh người chúng tỏa ra thứ năng lượng đặc biệt. Rõ ràng là chúng đang dùng các thủ đoạn để mà tìm thứ bảo bối đáng giá nhất. Lâm Động nheo mắt nhìn kim quang, tinh thần lực lặng lẽ lan tỏa. Nhưng mà khi tinh thần lực chạm vào kim quang thì bị nghiến tan tành. Nhưng điều đó không khiến cho Lâm Động thất vọng, mà hắn lại cười. Lượng tinh thần lực bị vỡ ra đó lại ào ào chảy về phía phần kim quang. Thời gian khổ tu vừa rồi rõ ràng đã khiến cho Lâm Động khống chế tinh thần lực tốt hơn trước rất là nhiều. Tinh thần lực xâm thực mọi chỗ, tuy thất bại liên tục nhưng mà cuối cùng vẫn có một tia tinh thần lực lọt được vào trong. Ngay lúc đó thì tình hình ở bên trong cũng nhanh chóng được phản hồi về não của Lâm Động. Lâm Động bỗng nhiên mở mắt, tận sâu bên trong bỗng dâng lên một niềm vui hứng thú. Vào lúc này đây, quầng sáng chói lòa màu kim không ngừng xoay chuyển. Vô số chùm sáng bao quanh đủ loại vật thể bắn ra, dẫn đến hết trận huyết chiến này đến trận huyết chiến khác. Lâm Động dần dần thu ánh mắt lại. Sâu trong ánh mắt hắn là một sự thích thú khá lớn. Vừa rồi khi mà tinh thần lực chui vào trong quầng sáng, hắn đã cảm nhận được một luồng năng lượng khá là mạnh. Ba bọn chúng cũng phát hiện ra rồi sao? Không hổ là cường giả chuyển luân cảnh nhỉ. Có điều ngay sau đó thì Lâm Động cũng nhận ra gương mặt của ba người bọn Thiên Long yêu xoáy đều có phần hứng khởi. Rõ ràng là bọn chúng cũng tìm ra một món thần vật tốt nhất ở trong quầng kim quang kia rồi. Đại ca, thế nào rồi? Tiểu Viêm ở bên cạnh hỏi. Sơn mạch lúc này quá náo nhiệt, kim quang không ngừng bắn ra bảo vật, thật sự khiến cho người ta phải đỏ cả mắt. Đợi một chút đã. Lâm Động nheo mắt và nói. Lúc này mà ra tay trước là không phải ý hay. Khi mà Lâm Động vừa dứt lời thì ba người của Thiên Long yêu xoáy nhìn nhau, rồi Quỷ Điêu cười lớn. Nếu các ngươi đều không muốn ra tay thì Quỷ Điêu ta ra tay trước vậy. Phút. Quỷ Điêu yêu xoáy vừa dứt lời, một đạo kim quang từ tay hắn bắn thẳng về phía quầng kim quang. Rất nhiều cường giả trong sơn mạch thấy Quỷ Điêu ra tay đều nhìn sang. Họ biết những kẻ đó đã ra tay thì chắc chắn là sẽ có đồ tốt. Nhưng điều cho họ hiếu kỳ là thứ thần vật lọt vào mắt những kẻ đó sẽ ở tầng thứ nào đây. Quỷ Điêu vừa ra tay là thể hiện thực lực kinh người của cường giả chuyển luân cảnh. Tay cầm một dải ánh sáng bắn thẳng về phía kim quang. Tất cả đều thấp thoáng nhìn thấy một quầng hắc quang nhỏ xoay chuyển nhanh như chớp bay ra ngoài. Quỷ Điêu yêu xoáy ra tay là đã có mục tiêu, nên chỉ tìm kiếm một lát là dải ánh sáng bắn ra quấn chặt lấy hắc quang. Bắt được rồi. Quỷ Điêu yêu xoáy lập tức hiện vẻ mừng rỡ,
nhưng rồi ngay sau đó lại biến sắc mặt. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng lực phản kháng bùng phát từ quầng sáng, khiến dải ánh sáng kia rung lên dữ dội. Con cá lớn này dường như đang phản kháng rất là ác liệt. Quỷ điêu yêu xoáy cảm nhận được sự phản kháng đó, ánh mắt thay đổi, hô lớn một tiếng rồi tóm chặt lấy dải ánh sáng. Nguyên lực bùng phát định giữ chặt lấy thần vật cố kéo ra ngoài. Uinh 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 uinh. Dải ánh sáng bị kéo căng ra, tất cả cùng cảm nhận được một sự giằng co ác liệt. Cuồng kim quang cũng tăng tốc độ xoay chuyển. Một luồng lực hấp dẫn dường như là khiến nguyên lực của quỷ điêu yêu xoáy trở nên hỗn loạn. Ngươi không lấy được đâu. Ánh mắt của Lâm Động ngưng đọng, nhìn quầng hắc quang ở bên trong với ánh mắt kỳ dị. Xem ra món thần vật đó rất là lợi hại. Nếu không thì sẽ không thể khiến một cường giả chuyển luân cảnh thành ra thảm hại như vậy. Cuộc giằng co kéo dài đến mấy phút đồng hồ, nhưng mà dải ánh sáng dường như có dấu hiệu tối dần đi. Đáng chết thật đó. Quỷ điêu yêu xoáy thấy vậy sắc mặt thay đổi, nghiến răng nghiến lợi rồi quyết đoán rung tay. Dải ánh sáng chủ động từ bỏ quầng hắc quang đó, rồi lao tới quầng sáng khác gần đó. Và cuối cùng hắn kéo một cái, dải ánh sáng chui ra khỏi quầng kim quang, đồng thời cũng đưa ra một quầng hồng quang. Quỷ điêu yêu xoáy tóm lấy quầng hồng quang đó, ánh sáng tan đi biến thành một cây thước đỏ rực, tỏa ra một thứ năng lượng nóng bỏng. Rõ ràng đó là một món thần vật không tồi, nhưng sắc mặt của quỷ điêu lại không hề tốt cho lắm. Hắn nhận ra món này thì căn bản không hề có tên trong bảng thần vật. Quỷ điêu, xem ra lần này ngươi đen đuổi rồi. Thiên Long yêu xoáy và Kim Viên yêu xoáy thấy vậy thì bật cười thích thú. Sắc mặt quỷ điêu tối sầm lại cười khẩy. Các ngươi thử xem đi, thứ này còn khó thu phục hơn cả Cửu Thiên Trùng Phong đó. Chắc hẳn là thứ hàng không thấp ở trong bảng thần vật đâu. Hai người bọn Thiên Long yêu xoáy nghe vậy cơ mặt giật giật mấy cái, sâu trong ánh mắt dâng tràn sự thèm thuồng. Nếu món này còn xếp hạng cao hơn thì sẽ mạnh đến mức nào chứ? Để ta thử xem sao. Kim Viên yêu xoáy cười, rồi tung ra một dải ánh sáng bắn về phía quầng kim quang. Lâm Động bình tĩnh quan sát mọi việc, 10 ngón tay đan lại. Hắn biết rằng kết quả sẽ nhanh chóng có thôi. Dự đoán hắn không hề sai. Chỉ 5 phút sau mà gương mặt của viên Kim Viên yêu xoáy đã dần trở nên nặng nề. Rồi hắn kiên trì thêm 5 phút nữa, và cuối cùng cảm nhận được lực kháng cự ngày một mạnh. Đành cũng phải giống như là quỷ điêu, từ bỏ một cách không cam tâm để mà lấy món thần vật khác. Nhưng hiển nhiên hắn không hài lòng về nó. Lúc này có không ít người nhìn về hướng này với ánh mắt đầy sự chấn động. Họ đều nhìn thấy quỷ điêu và Kim Viên yêu xoáy thất bại. Ngay cả hai cường giả chuyển luân cảnh đều không thuần phục được món bảo bối kia. Rốt cuộc nó ở mức độ nào? Thiên Long yêu xoáy thấy ngay cả Kim Viên yêu xoáy cũng thất bại thì không thể dám châm chọc được nữa, mà ánh mắt thêm phần nặng nề. Thực lực của hai bên thì tương đương, nếu Kim Viên không làm gì được thì có lẽ hắn ra tay cũng chẳng thể đạt được kết quả gì tốt hơn. Có lẽ món thần vật này đứng trong top 20 nhằm món đầu tiên trong bảng đó. Thiên Long yêu xoáy nghiến răng, rồi hắn không kìm chế được nữa. Cổ thần bài biến thành dải ánh sáng bắn vào trong cổng kim quang. Vô số người đều nhìn theo, thậm chí những cuộc tranh đoạt khác cũng phải dần dừng lại. Lâm Động cũng nheo mắt nhìn. Một lát sau thì mép hắn nhếch lên chế giễu. Lần này thì Thiên Long yêu xoáy cũng ra về trắng tay thôi. Dần dần mọi người nhìn thấy sắc mặt của Thiên Long yêu xoáy ngày một khó coi. Dải ánh sáng cũng bị hai luồng sức mạnh kéo mà trở nên nhạt dần. Nhưng mà Thiên Long yêu xoáy cũng rất là cố chấp. Hắn vẫn không muốn buông tay. Rồi bùm một tiếng, dải ánh sáng nổ tung. Lần này hắn đã thực sự ra về trắng tay, chẳng có nổi một món thần vật an ủi. Mẹ kia! Thiên Long yêu xoáy mặt mày tím tái nhịn không được mà chửi một câu. Mọi người thấy cả ba đại yêu xoáy đều thất bại thì không khỏi lắc đầu tiếc nuối. Trong lòng lại thêm hiếu kỳ. Họ thật sự rất muốn biết rốt cuộc thứ gì lại khiến cho ba cường giả chuyển luân cảnh phải bó tay như vậy. Tiểu Viêm, lát nữa dù xảy ra chuyện gì thì cũng không phải lo, ta tự có cách. Lúc này Lâm Động mỉm cười quay sang Tiểu Viêm rồi khẽ dặn dò. Đại ca cũng muốn ra tay sao?
Tiểu Viêm khựng người, mấy người Trần Thông cũng kinh ngạc nhìn Lâm Động. Lâm Động mỉm cười gật đầu, rồi không nói thêm gì, chỉ chăm chăm nhìn lân quầng kim quang. Tiểu Viêm thấy vậy cũng gật gù. Hắn rất có lòng tin với Lâm Động. Người khác không làm được không có nghĩa là Lâm Động cũng không làm được. Lâm Động dặn dò xong thì bước ra trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Mọi người lập tức bị thu hút. Họ cũng rất có ấn tượng về kẻ dám đối đầu với Thiên Long yêu sói, mà lúc này hắn hình như là định ra tay phải không? Thiên Long yêu sói nhìn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên chế giễu. Còn Kim Viên Quỷ Điêu cũng nhìn hắn thích thú. Lẽ nào tên tiểu tử này muốn thử sao? Lâm Động coi như là không biết đến những ánh mắt kia. Hắn nhìn quầng kim quang, cổ thần bài hiện ra trong tay rồi bắn ra một dải ánh sáng. Vút! Bàn tay Lâm Động rung lên, dải ánh sáng lao vút đi, bắn thẳng vào cầm kim quang, rồi cũng lao về phía quầng hắc quang lợi hại nhất kia. Tất cả cùng kêu lên kinh ngạc. Quả nhiên là Lâm Động cũng nhằm vào thứ mà cả ba cường giả chuyển luân cảnh đều không ứng phó được. Kim Viên và Quỷ Điêu yêu sói trao mày lại, dè chừng nhìn Lâm Động vì có khôi lỗi. Nhưng mà lúc này hắn ta lại muốn dựa vào sức mình để thuần phục thần Phật, đúng là tự chuốc nhục vào thân. Đồ không biết sống chết. Thiên Long yêu sói sắc mặt lạnh như băng, tiếng cười chế giễu thoát ra khỏi kẽ răng. Nhưng mà Lâm Động thì không quan tâm đến những điều đó. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào quầng kim quang đang xoay chuyển, sâu trong mắt dường như hiện lên bạch quang dịu nhẹ mà đặc biệt. Lại nói thì dải kim quang của Lâm Động bắn thẳng vào trong quầng sáng. Phía cuối dải ánh sáng thì quấn chặt lấy quầng hắc quang. Hắc quang điên cuồng kháng cự, lực kháng cự thậm chí còn khiến không khí xung quanh dải ánh sáng có dấu hiệu bị biến dạng. Bất cứ ai cũng cảm nhận được luồng lực kéo cuồng bạo trên dải ánh sáng đó. Lâm Động tay giữ chặt dải ánh sáng, sắc mặt nặng nề. Chỉ khi đích thân ra tay, hắn mới hiểu được cái hắc quang phản kháng mạnh đến mức nào. Chẳng trách mà ba người bọn Thiên Long yêu sói đều thất bại. Tất cả đều chăm chú nhìn về phía Lâm Động. Họ muốn biết là xem thử, ngay đến cả ba đại yêu sói cũng không làm gì được, thì liệu rằng Lâm Động có được hay không? Thân thể Lâm Động bỗng nhiên rung lên, chân dịch đi một bước, rõ ràng là không chịu nổi sức mạnh phản kháng khủng khiếp kia rồi. Thiên Long yêu sói cười khẩy nhìn cảnh tượng đó, sức phản kháng ngày một mạnh. Nếu Lâm Động còn cố giữ, thì e rằng sẽ bị kéo vào trong quầng kim quang và bị năng lượng cuồng bạo nghiền nát mất. Lâm Động nhìn chăm chăm quầng sáng, ánh mắt lấp lánh, bạch quang ôn hòa ngày một đậm đặc. Rồi ngay bất ngờ lúc đó, hắn điểm chân mạnh, thân thể chủ động lao về phía trước mặt cho hấp lực hút vào quầng sáng. Cảnh tượng đó lập tức khiến cho cả sơn mạch bùng nổ. Có không ít người vẻ mặt thương hại. Họ đều biết rằng nếu bị hút vào trong thì sẽ có hậu quả như thế nào. Trước đây cũng từng có kẻ xui xẻo bị hút vào, lập tức biến thành vụn ngay. Lâm Động đại nhân, cẩn thận! Mấy người Trần Thông cũng đại kinh thất sắc. Tiểu Viêm sắc mặt cũng thay đổi, nhưng vẫn trấn tĩnh, giang tay chặn mấy người Trần Thông lại. Hắn vẫn nhớ lời Lâm Động vừa dặn dò. Thân thể Lâm Động bay đi như mất kiểm soát vậy, và cuối cùng là lao thẳng vào quầng sáng. Nhưng mà điều khiến cho mọi người kinh ngạc là khi tiếp xúc với quầng sáng đó, thân thể Lâm Động không hề nổ tung mà chui vào một cách quỷ dị. Bên ngoài, tất cả mọi âm thanh đều biến mất. Mọi người trầm mặc nhìn cảnh tượng đó, ai cũng chưa kịp phản ứng gì. What? Cái gì? Hả? Sao lại như vậy? Hắn vào trong rồi sao? Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng có người lên tiếng. Từ khi mà bảo khố xuất hiện đến nay, đây là lần đầu tiên có người vào được trong đó. Nụ cười khẩy của Thiên Long yêu sói cũng đồng cứng. Ánh mắt hắn lấp lánh rồi ngay lập tức lao tới quầng sáng. Bùm! Thế nhưng khi hắn sắp chạm vào quầng sáng, thì đột nhiên một luồng năng lượng cuồng bạo bắn ra đánh bay hắn đi. Thiên Long yêu sói rơi xuống mặt đất, sắc mặt tối sầm đáng sợ. Quỷ Điêu và Kim Viên cũng chau mày nhìn quầng sáng đang xoay chuyển. Mọi người thấy Thiên Long yêu sói bị đánh bay ra, trong lòng cũng bị chấn động. Ngay cả cường giả chuyển luân cảnh cũng không vào được, nhưng tại sao Lâm Động có thể? Rốt cuộc hắn ta là ai?
Về phần Lâm Động thì rõ ràng hắn không có thời gian để ý những người ngoài kia. Hắn chỉ cảm thấy khi mà chạm vào quầng sáng thì một vòng sáng trắng hiện quanh người quán, rồi dần dần hóa giải thứ năng lượng đủ để nghiền nát hắn. Khi mà Lâm Động mở mắt ra thì trước mắt hắn là một tòa đại điện khổng lồ, ánh sáng chói lòa. Dường như là không thể nhìn thấy điểm tận cùng của nó. Có vô số lưu quang bay trong đại điện, bên trong là những chùm sáng, đó chính là những bảo bối với những hình dạng khác nhau. Đây chính là bên trong Huyền Thiên Điện đó. Nham lên tiếng, rồi quang ảnh bay ra hiện trước mặt của Lâm Động. Lâm Động nghe vậy thì không khỏi tò mò quan sát. Hắn đưa tay ra là có một chùm sáng bay lại đến trước mặt hắn. Bên trong là một thanh trường kiếm tỏa ra sức mạnh lớn lao. Trên thân kiếm phủ đầy hoa văn hình xoáy rất đặc biệt. Rõ ràng là thanh kiếm này là một món thần vật có uy lực lớn hơn hẳn những món trước đó. Ghê nhở, nhiều thần vật như vậy sao? Lâm Động nhìn những dòng lưu quang, ánh mắt có phần chấn động. Thần vật ở đây chỉ một món này cũng đủ để cả sơn mạch chém giết lẫn nhau. Nếu lấy ra hết thì không phải sẽ khiến người ta phát điên hay sao? Uinh. Khi đó thì vô vàn thần vật trong cả đại điện đột nhiên phát ra âm thanh, rồi chúng đổi hướng lao thẳng về phía Lâm Động như là mưa bão. Mức độ dày đặc khiến da đầu hắn tê dại đi. Phút phút phút. Nhưng ngay khi mà chúng sắp tấn công thì một đạo bạch quang đã bay ra từ trong cơ thể Lâm Động. Nham vung tay, một luồng năng lượng tỏa ra khiến các thần vật đông cứng, run rẩy như đang kính sợ. Nham tiện tay đè những món thần vật đó xuống, nhìn Lâm Động mà cười. Yên tâm đi, chúng không vào được đâu. Huyền Thiên Điện nói thế nào cũng là xếp thứ 10 trong bảng thần vật. Trận đại chiến năm đó, nó cũng có chiến tích giết được dị ma vương. Những kẻ chuyển luân cảnh kia không có tư cách để vào đâu. Lâm Động gật đầu, nhìn những món thần vật kia dè chừng. Quả thật hắn bị bất ngờ vì thế công khủng khiếp đó. À, hắc quang vừa rồi rốt cuộc là món thần vật gì vậy? Lâm Động nhìn quanh hiếu kỳ mà hỏi. Hắn khá có hứng thú với thứ mà ba kẻ thiên long yêu soái vừa thất bại. Cũng là viễn cổ thần vật có tên trong bảng thôi. Nham cười đưa bàn tay ra. Rồi Lâm Động nhìn thấy sâu trong đại điện bắn ra một đạo hắc quang, cuối cùng xuất hiện trước mặt của hắn. Nham giống như chủ nhân ở đây vậy, có quyền chỉ huy những thần vật này vậy. Lâm Động nhìn thì dường như đó là một cây rìu khổng lồ khá là cổ xưa, toàn thân đen tuyền. Bên trên khắc nhiều hình vẽ, nhìn có vẻ nặng nề. Từng luồng năng lượng nặng nề tỏa ra từ cây rìu đó. Chỉ đến gần nó mà Lâm Động đã cảm giác được toàn thân trì trệ, tốc độ như bị giảm xuống nhiều. À, đây là... là kiểu đỉnh thần trùy đó, xếp thứ 23 ở trong bảng thần vật. Nham cười. Là vật thuộc về một vị cường giả luân hồi cảnh thời viễn cổ, tên gọi là Đỉnh Hoàng. Thực lực của tên đó cực mạnh, nhưng cuối cùng cũng phải ngậm hận ở dưới liên thủ của ba dị ma vương đó. Kiểu đỉnh thần trùy sao? Lâm Động lẩm bẩm, rồi đưa tay vào hắc quang nắm lấy cây rìu. Vừa cầm vào thì tay nặng trĩu xuống, hắn vội vàng vận thanh thiên hóa long quyết thì mới cầm được. Kiều đình thần trùy có sức mạnh đặc biệt, phàm ai bị nó đánh trúng thì tốc độ đều giảm, nhưng đồng thời người cầm nó cũng bị ảnh hưởng đó. Lâm Động gật đầu khẽ vung rìu, rồi đồng tử hắn co lại khi mà thấy không khí phía trước lập tức nổ tung, tạo thành một vết lõm khổng lồ. Kình lực vô hình bắn ra như đạn pháp, khiến vô số chùm sáng thần vật khác bay đi. Kinh thật, sức mạnh đáng sợ thế nhỉ? Lâm Động chẹp chẹp miệng. Nhưng mà không hợp với ta lắm đâu. Phần lớn đối thủ của Lâm Động gặp đều có thực lực mạnh hơn hắn, mà tốc độ lại mạnh, mà tốc độ lại là thế mạnh của hắn. Uy lực của kiểu đỉnh thần trùy tuy mạnh nhưng lại ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Nhưng rất hợp với Tiểu Viêm đó. Lâm Động lắc đầu rồi thả tay ra, nhìn Nham cười. Ý tứ không nói cũng hiểu. Trong Huyền Thiên Điện có không ít thần vật lợi hại, nhưng thật sự khiến Lâm Động động lòng vẫn chỉ có Huyền Thiên Điện này mà thôi. Đi nào, ta cũng muốn thăm lão bằng hữu lâu lắm chưa gặp. Nham nhìn sâu vào trong đại điện rồi cười, bay đi. Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. Phía cuối đại điện là một cánh cửa đá phủ đầy hoa văn ánh sáng. Lâm Động nheo mắt,
thấy thấp thoáng những tia hắc quang. Tuy hắc quang rất là yếu, nhưng mà thứ năng lượng này không hề xa lạ, chính là dị ma khí. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Nham, hắn cũng đang nhíu mày lại, chắc hẳn cũng phát hiện ra dị ma khí. Ngươi làm đi. Lâm Động lùi lại, Nham cũng không khách khí, vung tay lên. Một đạo bạch quang chiếu lên cánh cửa đá. Hoa văn ánh sáng trên cánh cửa nhạt dần, hắc khí cũng nhanh chóng bị tịnh hóa trước bạch quang. Kẹt kẹt. Sau khi hoa văn biến hết, cánh cửa đá chậm chậm mở ra. Tiếng mở cửa nặng nề vang vọng khắp cả đại điện. Nguyên lực trong cơ thể Lâm Động vận chuyển, đặt vào trạng thái cảnh giác nhất. Hắc quang và lôi quang lóe lên trong mắt, rồi lập tức nhìn sâu vào trong cánh cửa đá. Đằng sau cánh cửa đá là một vùng tối đen kịt đáng sợ. Lâm Động nhìn chăm chăm vào không gian đó, rồi nhìn sang Nham. Hai người đều chau mày. Rõ ràng họ cảm nhận được một sự bất thường nào đó. Đi nào. Nham khẽ nói rồi bay vào trước. Lâm Động theo sát phía sau. Đến lúc này dù có chuyện gì thì cũng không thể bỏ chạy được. Hai người vào trong khoảng không gian đen kịt đó. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể họ, dần dần đẩy lùi bóng tối. Cạch. Nham dừng bước, nhìn vào không gian dường như vô tận, ánh mắt lạnh như băng. Nhiều năm như vậy rồi mà ngươi không thay đổi thủ đoạn sao? Tiếng quát vang lên khắp cả không gian, rồi bạch quang ôn hòa bùng phát từ người của hắn. Bóng tối trước sự khuếch tán của bạch quang dần dần bị đẩy lùi. Lâm Động nhìn xuống dưới, đồng tử co lại. Đây là... Bóng tối tan đi để lộ ra một cảnh tượng kỳ lạ. Đó là một vùng biển đen đặc quánh, tỏa ra thứ khí tức tà ác kinh người. Bên trên là vô số cây thạch trụ khổng lồ. Trên đỉnh mỗi cây thạch trụ là một món thần vật khác nhau. Chỉ có điều chúng đen tuyền, nhỏ ra từng giọt dịch thể màu đen chảy xuống biển. Một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Đồng tử Lâm Động co nhỏ lại. Hắn có thể cảm nhận được thứ khí tà ác kinh người đó từ đó. Hơn nữa nó lại không giống như là do dị ma vương tạo ra. Đây là cái gì vậy? Huyền Thiên Điện đâu? Lâm Động khẽ hỏi. Sắc mặt của Nham lúc này trở nên rất là khó coi. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi chỉ tay về phía trung tâm của những cây thạch trụ. Lâm Động nhìn theo thì thấy ở chân thạch trụ có vô số sợi xích màu đen. Nhìn thuận theo chúng thì thấy trên biển đen có một quang ảnh chỉ nhỏ bằng đứa trẻ sơ sinh. Thân ảnh đó bị xích quấn chặt không thể động đậy. Hắc khí không ngừng xâm thực vào nó. Cái gì? Đó chính là điện linh của Huyền Thiên Điện sao? Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng. Thân ảnh đó nhìn chỉ giống như là đứa trẻ sơ sinh, nhưng đôi mắt cụp xuống. Hàng lông mày vốn màu trắng đã bị hắc khí bao phủ. Sao lại có thể như vậy được? Lâm Động mặt vẻ ngưng trọng. Dường như Huyền Thiên Điện đã bị dị ma khí xâm thực. Đây chính là vạn ma thực trận, dùng vạn ma chi khí tạo thành trận, vô cùng đáng gờm. Nham nói. Vạn ma thực trận sao? Lâm Động trong mày nhìn xuống phía dưới. Nhưng mà ở đây tại sao lại nhiều dị ma như vậy? À đúng rồi. Hắn bỗng nhiên nhìn lên những món thần vật ở phía trên những cây cột thạch trụ. Là chúng sao? Đúng vậy, đó là những thần vật từng giết chết dị ma. Nham khẽ nói. Nhưng mà đồng thời chúng cũng bị nhiễm ma khí. Có lẽ là Huyền Thiên Điện muốn tịnh hóa chúng, nhưng mà không ngờ bị dị ma khí tụ lại mạnh đến mức này. Hơn nữa nó đã quên mất rằng những món thần vật khác vì giết dị ma mà nhiễm cổ mộng kỳ, thì bản thân nó cũng như vậy. Huyền Thiên Điện có sức mạnh phong ấn, dị ma vực bị phong ấn xâm thực sẽ dần biến mất, nhưng mà vẫn còn một chút ý thức ẩn tàng. Người từng giao đấu với cả dị ma chắc là biết sinh mệnh lực của thứ sinh vật đáng ghét này đi biến thái đến mức nào. Lâm Động gật đầu. Ngay cả Thanh Trĩ dùng thực lực luân hồi cảnh thi triển diệt vương thiết bàn mà cũng không hoàn toàn tiêu diệt được Thiên Minh Vương. Ý ngươi là khi mà Huyền Thiên Điện muốn tịnh hóa những món thần vật bị nhiễm cổ mộng kỳ, thì ý thức của dị ma vực ẩn tàng trong nó gây rối và cuối cùng gây nên tình trạng này ư? Nham gật đầu khẽ thở dài.
Những món thần vật này vốn dĩ có thể để mặc cho thời gian xâm thực rồi biến mất, nhưng mà tên cố chấp này không nỡ. Lâm Động kinh ngạc, Huyền Thiên Điện lại có cảm xúc như con người vậy sao? Xem ra linh trí cũng không hề thua kém Nham là bao nhiêu. Vậy giờ phải làm sao? Đương nhiên là giúp nó tịnh hóa ma khí rồi. Nham nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn biển đen, cười khẩy. Bọn dị ma này chết rồi cũng không hề an phận. Hắn quát lên một tiếng, bàn tay bắn ra một đạo bạch quang xuống mặt biển. Huynh huynh huynh. Bạch quang tỏa ra từng đợt khiến cho dị ma khí đặc quánh ở xung quanh nhanh chóng tan chảy. Mặt biển quần quận điên cuồng, rồi có một tiếng gầm phẫn nộ vọng ra. Chỉ thấy sóng biển tụ lại, biến thành ma ảnh khổng lồ. Bên trong ma ảnh là một đôi mắt tà ác nhìn lên trời, gầm lên đầy sự phẫn nộ. Tổ Thạch, lại là tên khốn kiếp nhà ngươi sao? Trong trận đại chiến viễn cổ thì Tổ Thạch đã giết vô số dị ma. Thứ kia cũng có chút ý thức, nhận ra Tổ Thạch thì cũng không có gì là lạ. Một thứ hỗn tạp tụ lại từ vô số dị ma, còn sống để mà làm gì? Nham lạnh lùng nhìn ma ảnh, búng tay một cái. Một đạo bạch quang bắn xuống, ma ảnh lập tức kêu lên thảm thiết rồi vội vàng chui lại xuống ma hải. Tổ Thạch, ngươi dám động thủ, không sợ ta giết tên này sao? Nham cười khẩy, nhìn quang ảnh bị vô số xích sắt quấn lại, quát lên. Huyền Thiên Điện, ngươi còn giữ trạng thái rụt cổ này đến bao giờ? Tỉnh đi! Sau đó Lâm Động nhìn thấy quang ảnh kia khẽ động đậy, rồi đôi mắt mở ra. Mơ hồ một lúc, khi mà nhìn rõ Nham thì thở phào một cái. Không ngờ người đến lại là ngươi. Giọng nói của Huyền Thiên Điện thì vô cùng non nớt, nhưng đằng sau đó lại là một cảm giác cổ xưa. Sự kết hợp của hai thứ này nghe vô cùng quái dị. Cũng nhờ ngươi biến mình thành thế này đó. Nham lắc đầu bất lực rồi nói, giờ bọn ta sẽ động thủ, ngươi tự bảo vệ mình được chứ? Huyền Thiên Điện Điện Linh vươn vai nhìn ma ảnh mà nói, cứ ra tay đi, nếu hắn làm gì được ta thì đã không kéo dài đến lâu như vậy. Nhưng mà các ngươi muốn phá vỡ đại trận thì nhất định phải trừ bỏ tận gốc ma khí trong thần vật. Ma ảnh cứ giao cho ta. Nham gật đầu rồi nhìn sang Lâm Động, còn việc trừ bỏ ma khí thì giao cho người đó nhóc. Lâm Động cười, tâm thần khẽ động, lôi quang và hắc quang chói lòa bùng phát, cả hai phù tổ đều xuất hiện. Cái gì? Lô đình tổ phù và thôn phệ tổ phù? Huyền Thiên Điện Điện Linh thấy vậy thì sững người, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Động thủ thôi. Nham hô lớn, rồi bạch quang bắn ra từ trong cơ thể Lâm Động biến thành tấm phù thạch cổ xưa, nhanh chóng phình to ra. Lâm Động lúc này mới nhận ra bề mặt của phù thạch có khắc những đường hoa văn cổ xưa, cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Là bát đại tổ phù. Lâm Động giật mình, sức mạnh của bát đại tổ phù rất giống nhau. Cũng có nghĩa là tổ thạch có sức mạnh của 8 loại tổ phù, chỉ là có phần yếu hơn mà thôi. Nhưng mà như vậy thì cũng là vô cùng khủng khiếp rồi. Dù sao thì Lâm Động cũng chỉ có 2 tổ phù. Đến bây giờ hắn mới hiểu tại sao mà tổ thạch lại đứng thứ 2 trong bảng viễn cổ thần vật rồi. Vậy thì không biết cái đứng thứ nhất sẽ khủng khiếp thế nào đây. Khóe miệng của Lâm Động không kìm được mà co giật. Tổ thạch đã khủng khiếp như vậy rồi, hắn thực sự không tưởng tượng được cái món viễn cổ thần vật đứng thứ nhất sẽ như thế nào. Uỳnh 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 uỳnh. Trong lúc mà Lâm Động thất thần thì Nham đã xuất hiện phía trên tổ thạch, rồi hai bên kết hợp biến thành một đạo bạch quang chói lòa, xông thẳng tới ma hải. Ma hải nổi sóng điên cuồng. Được rồi, ta cũng ra tay thôi. Lâm Động nắm chặt hai tay lại, trên đỉnh đầu là tiếng sấm rền hình thành nên vô số xoáy đen. Uỳnh 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 uỳnh. Lâm Động biến hóa thủ ấn rồi đột nhiên dừng lại. Hàng vạn đạo lôi đình cùng xoáy đen ập xuống như là vũ bão, thanh thế vô cùng kinh người. Sức mạnh của hai đại tổ phù đã được triển khai triệt để. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập
234 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.